Chào tất cả các quý vị, hôm nay tôi đi qua khu đô thị Sa La Hà Đông. Thì nhìn thấy cái sản phẩm cửa cuốn tấm liền kéo tay, một trong những sản phẩm bên chúng tôi cung cấp nên tôi dừng lại. Đấy, nhiều khi là nghề nghiệp là cứ nhìn thấy cái sản phẩm của mình làm hay là liên quan đến mình làm thì dừng lại. Thì đấy, trước mặt tôi là tòa CT4 đấy, CT4 chung cư CT4 cái đoạn, và đây là vị trí đường đôi ở khu đô thị Sa La, đường đôi vào trong Sa La Hà Đông, Hà Nội. Đấy, thì chúng ta quan sát thì kia là anh em đang lắp mà hoàn thiện hai bộ cửa cuốn tấm liền kéo tay. Đấy, màu xanh. Đấy, bây giờ đang làm thêm cái mái ở trên. Đấy, làm cái mái này thì đây là lô trong, màu xanh lô trong, thì khi làm mái che như này thì nước nó không vào quả lô thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn. Đấy, cái gì vậy, khi nước vào thì một thời gian thì nó thể kéo lặng hơn. Muốn chúng ta muốn cửa bền thì chúng ta không để cho nước chảy vào. Tất nhiên là chảy vào thì nó cũng không sao, vì vật liệu nó bằng tôn, thì chúng ta biết tôn trên mái nhà ấy, dùng năm này qua năm khác, nhưng mà chúng ta che được thì tốt hơn. Đấy, thì ngoài chức năng là che cửa, nó còn chức năng là làm cho cái công trình kín đáo đấy, trước mặt đấy. Cái đây là đường đôi Sa La nha, đường đôi Sa La. Đấy, chúng ta quan sát. Hôm nay là thứ bảy nên là cái lượng người đi lại nó không nhiều, nên là tôi quay cho bình thường. Mà người đi lại nhiều thì chắc chúng ta không nhìn rõ bên kia đường luôn, để đi lại lưu lượng giao thông đi qua nhiều thì không quan sát chi tiết được. Đấy. Đấy, thì các vị muốn xem các cái sản phẩm của bên chúng tôi cung cấp thì các quý vị có thể để lại bình luận bên dưới. Đấy, các vị muốn xem các cái sản phẩm bên chúng tôi cung cấp thì các vị có thể để lại bình luận bên dưới. Các vị có hỏi gì thì cũng có thể để lại bình luận bên dưới. Video này tôi chia sẻ lắp đặt cửa cuốn tấm liền kéo tay tại Sa La Hà Đông. Thì đây là kết thúc. Các vị có hỏi thêm gì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.